mọi người, Bạch Mi xinh đẹp lại quay trở lại rồi đây. Đáng nhẽ ra ấy, là Mi sẽ tha con chó Lê Hùng không chôn nó mấy ngày. Thế nhưng mà nó đã chọc đúng tổ kiến lửa. Nó dám phá hoại son của Mi, cái mà Mi yêu quý và nâng niu nhất. Đã thế Mi cũng sẽ phá hoại cái mà nó nâng niu nhất. Mà mọi người biết điểm yếu của con chó Lê Hùng là gì không? Đấy chính là mái tóc. Ai mà làm hỏng tóc của nó thì y như rằng là nó sẽ phát điên lên. Mà hôm nào mà đi làm tóc mà đi cắt tóc mà không ưng một cái, y như rằng cả ngày hôm đấy sẽ cắm cầu khó chịu. Chính vì thế Mi sẽ tranh thủ lợi dụng cái điểm yếu này của con chó Lê Hùng để chôn nó. Biết sóng không? Biết sóng biển như nào không? Rồi. Sóng biển em biết khát khao mối tình yêu. Sóng biển. Nhưng mà không gỡ được rồi. Sao không gỡ được? À, không ra thì thôi, để nguyên đây. Chị đánh dài thế. Vừa ở nhà thì em tự làm xoăn tóc tự nhiên nó rối vào này không nhớ ra. Rồi chị có ý kiến gì không ạ? Anh ơi, anh thấy em thấy là cắt đi luôn anh ạ. Em thấy đấy không? Cắt đi luôn. Đúng rồi, cắt đi luôn đỡ phải. Anh được tin rồi á. Ok, hôm nay thì bên này thì mình đang quay kia để bạn ngồi nhau cả mềm sắp tháo gỡ cái này anh mình nhé. Xả mềm ra là gỡ được luôn này. Xả mềm ra thôi. Bạn đứng xin rồi. Rồi gỡ cái này ra như thế như vậy. Hôm cắt đi không ha? Quá này may quá. Thế tại sao lúc ấy ở nhà không nghĩ ra nhỉ? Nghĩ ra thì em đã mở tiệm tóc rồi anh ạ. Sử dụng dầu xả nhé. Đúng rồi, dầu xả để làm áo này để ra bốn tóc ẩm nhất. Vâng. Khô thì nó là khô, nó là nối. Mình bỏ nó vào vô thì nó sâu. Em đã bảo anh cắt luôn đi cho nhanh này còn. Chú lời cắt luôn thì chắc có vẻ nhanh. Mà lau mọc tóc thôi. Có khó không anh? Sao không vậy? Rồi. Yeah. Mày nhớ ấy. Em biết lý do tại sao anh đòi ra đây cắt tóc rồi. Tại vì được nữ gội đầu đúng không? À bây giờ ta mới biết là nguyên nhân mày cứ đòi ra 30 size cắt tóc à? Hóa ra là được nữ gội đầu. Anh là khách quen ở đây mà. Hẳn là như thế luôn. À giờ mới biết. Muốn gặp gái xinh cũng ra 30 sao. Đúng là đời thay đổi khi tóc thay đổi. Muốn đẹp trai chỉ có đến 30 size thôi. Chứ muốn đẹp trai mà để Bạch Mi thì chỉ có điên. À mà này, anh phải cảm ơn em ấy. Nhờ em mới được có đầu mới đẹp này đúng không? Tao chưa xử mày thôi. Không có em thì anh ở đâu ra quả đầu đẹp này sợ. Đúng kiểu anh thích nhá, bồng bềnh Hàn Quốc, xoăn xoăn các thứ các kiểu nhá. Được đấy, ngon dai đấy. Em cũng muốn cắt tóc với làm nào. Thì em về nhà anh cắt cho. Đi, đi. Thôi thôi thôi, bỏ. Đi, đi, ok, thôi thế nhá. Thế nhá. Còn bây giờ là ra thanh toán. Tự đi mà trả tiền. Anh Tùng đúng không ạ? Hùng ạ. Anh Hùng ạ? Vâng. À, dạ. Hôm nay mình có sử dụng dịch vụ là uống cao cấp, dịch cao cấp và dưỡng đúng không ạ? Dạ. Chỉ thấy tóc của em như này đẹp hơn. Dạ, đẹp rồi. Đẹp hơn lúc em mới bước chân vào. Dạ. Ở đây mình có những sản phẩm như thế. À, dạ, sản phẩm của em này rất nhiều nhau nha. Với tóc thì mình nào tóc cũng rất nhiều mất. Vâng. Sử dụng sản phẩm dưỡng ạ. Thì bên em nhiều nhau. Dạ, cái này là Kindle Series. Dạ, cái này là Kindle Series.
tức là trước khi đi ngủ gọi cái tài khoản xong nhận hoặc là gọi đầu xong em cho anh tiền mua lại nữa chuyển luôn gì phải sợ. Ở đây có thanh toán bằng thẻ đúng không? Dạ có. Đấy, tiện lợi chưa? Thanh toán bằng thẻ.